Hello hello, xin chào anh em nha, chúc anh em cái ngày vui vẻ. Vô vô vô, lên kèo anh em ơi, mới làm gói nhân phẩm cho nhân phẩm nó pháp phới. Rồi để mình kiếm cái này coi. Đây đó, một gói nhân phẩm, móc 1k nhân phẩm thì có ảnh đó. Rồi ha. Ok. Cốc chứ xu mình quay rồi, còn hùng 3k4 mình chưa có quay nè, giờ đi mở mảnh đây. Được anh lo với anh Marco. Ui hệ chính xác, chả thấy này cả. Này mở vui vui thôi anh em ơi, chứ mà tìm ra một copy của này chứ mình nghĩ là khó lắm á. Mở này mở chiêu chiêu thôi. Hàng limited này để coi nào. Mình thấy trước mắt là chơi kiểu như là sẽ là một chủ lực xịn đấy. Không thua kém gì anh MHK lúc mới ra đâu anh em. Đi quay tiếp đi. Đen quải trưởng rồi. 3 4 5 1 đúng không? Mình quay còn 28, 28 5 1. Coi có gà này không? Mình nghĩ là ít nhất chắc cũng bò này á, hôm nay tự tin vào nhân phẩm xíu anh em. Để đi flash đây. Chung là chắc chắn là lên được anh em 10 sao trở lên rồi. Đó hơn thì lên được anh em một luôn. Ủa mã này lên được anh em một luôn đó chứ. 6 copy, tổng cộng là 6 copy, mình nhận móc 10 sao xong là 7 copy. Ồ, anh nhìn bi. Vậy là chắc chắn lên được em một rồi, phải coi thêm 2 copy nữa là lên được anh này hay sao bự. Mới tỉnh ngủ hồi nãy luôn, xong vào game vẫn chơi được, hên là tỉnh luôn chứ không ngủ tiếp. Ngủ tiếp là anh em hóng clip tới chiều luôn. Anh em cho mình một like, một đăng ký và comment ủng hộ cho anh em động lực để ra video mỗi ngày. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình thấy sao nó kiểu như nó sao sao ta, nó cứng cứng cái gì á, nó không có được mượt. Để mình chơi cái này thử coi. Đến Marco kìa. Anh Enki hả? Ủa? Hôm nay nó sao ta? Ây da. Còn 15 phát đúng không? Rồi hết rồi. Không thấy này trong đây rồi. Rồi rồi rồi. Bắt đầu thấy khó, hơi khó rồi đó anh em. Để Sugar nè cũng được. Mở ra mấy cái vị tướng như Sugar cũng được. Thì đó hình như mình cũng đủ 3 tờ vị tướng rồi. Ôi cái gót này hay lạ nha.
Anh ấy đâu rồi? Để tôi lên group tôi flash coi. Phải ra đó, phải ra đó. Ôi ra anh báo hồng luôn nè. Hình như được rồi, anh báo hồng ra mình đâu có mở mảnh gì đâu đúng không? Mình tích tới giờ luôn đúng không? Cũng ra cũng ngon ấy chứ. Nhưng mà mở ra nịch không à. Anh báo hồng giờ cái ra phải trưởng thiệt. Oh yeah. Rồi 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 rồi. Anh em biết tôi làm gì đó, tôi lên group tôi gáy đó. Ây da, sướng quá anh em ơi. Đó đó đó, phải như vậy chứ. Phải như vậy chứ. Gãy liền. Gãy liền. Phải như vậy anh em ạ. À. Một anh em đầu tiên của mình. Quá đã, nhả vía cho anh em nha. Ok chưa? Phải như vậy chứ. Này vô quay thùng cái là một anh em nữa đã luôn rồi em ơi. Trời ơi mấy anh em mới flash sao nhân phẩm xong. Ui ông này dách cũng ngon nè. Xong cái tăng mình vô ha, gãy được ha. Giờ tới mình, tới mình đó. Thời tới anh em ơi. Mở mảnh là một random mà ra này cái là thấy tương lai nó sáng là sáng rồi anh em. Quá đã. Anh nhìn bi nữa. Hai nhân bi rồi, cho anh ấy đây, hai nhân bi rồi, được rồi, đủ rồi, cho anh ấy đi nào. Ây da, lên gấp gáy liền. Quá sướng cái này em ơi, chị đẹp như Yuri. Cảm giác chơi game là chỉ chờ nhân phẩm nó đưa cho mình xong mình đi gáy thôi. Quá đã, quá đã. Một cúp bi không nhiều cũng không ít, đủ gáy. Gáy liền á chứ. Ôi lại anh kỳ. Anh này đâu, anh này đâu? Anh này ơi em cần anh. Anh này ơi em cần anh. Anh ra đi nào. Xuất hiện đi nào anh này. Thì da. Một trăm bốn mươi thùng nữa, tự tin lắm anh em nha. Sao hồi nãy mình nói với anh em, anh em tự tin kiếm được mọi anh em á. À, mà nãy mình nói mình quay đúng không? Nhưng mà mình thấy quay không ra mà mảnh ra. Đấy tự tin ra anh em á, nhưng mà không phải quay rồi. Mở mảnh, nhưng mà không sao, có là được rồi. Đi lên gấp gáy đó được rồi. Đấy, chuẩn bị nâng thông test sức mạnh cho anh em ơi. Bình thường mình biết trước thì mình để con 10 sao hay gì đó để mình đổi. À hình như có chị đẹp á. Để đổi từ chị đẹp qua anh em cho lẹ. Gáy liền. Phè xong anh em kêu lại một câu duy nhất sự kiện này à. Ấy anh em bi ra đã giờ phải 3 đó nè. Ơi à, gáy vui thiệt anh em à. Có cái group tương tác với anh em gáy nó cũng vui đó. Trời ok ha. Lắm. Vô lên 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 nào. 5 anh ấy 6 anh ấy 7 anh ấy. Quá đã luôn nè. Đâu rồi anh ấy của tôi đâu? Anh ấy đâu? Ờ ở đó đây nè. Anh đây nè. Đây rồi đây rồi. 6 anh ấy với một anh vừa mở là 7 anh. Quá tuyệt vời. Đây một anh nữa. Ê Robin. Ê. Ê. Anh ấy lại là anh Genki với anh Yumbi ra nhiều vãi trưởng. Ở này có chị đẹp à. Ồ, hơi đổi chị đẹp hay Yugi luôn ha. Ok đi, đổi luôn chị đẹp đi. Ủa, lộn rồi. Đổi cho nó lẹ anh em ơi, để anh em mình test cho nó sướng. Rồi. Ok. Ok ha. Ok la, ok la lên liền. Anh này là mát công. Anh xạ thủ luôn hả? Kiếm game xạ thủ. Ồ. Bét đúng không? Bét nào ngon nhất? Bét cho anh úp sọt hả? Hay này để mình coi coi. Úp sọt hay anh xạ úp sọt thì tăng được 600 mấy k nè. Này coi có anh xạ thì bao nhiêu? Ồ anh xạ có 500 mấy k hả? Giảm công luôn hả? Xài bét anh úp sọt đi anh em rồi á. Cái này á thì mình có cái nhẫn. À
À đâu, mình có cái báu vật xịn hơn cái nhẫn để mình đi tìm. Nó núp ở đâu rồi đó, để đi tìm móc nó ra. À đây à, đây à, anh Bato nè. Mình thì không có PK cái kiểu gì nhiều nên là được tháo hết để cho mình vị tướng mình cần mình núp lên cho nó dễ, không quan trọng. Rồi. Húp nâng cấp. Hết đá quan trọng là bây giờ hết bụi nè anh em. Ồ, 29% công luôn hả? Nâng 3k6 kim cương nè, lên 31%. Ok. Trang bị nhanh. Ok. Trả thù chí mạng đúng không? Rồi, 3 món. Ok, nhiêu rồi? 3 triệu. 3 triệu, lên cái nữa nè. Bao nhiêu? 3 triệu 2. Ngon ha. Để cho ảnh miếng công nữa rồi. Vậy 3 triệu 2 anh em ơi. Chưa có game gì hết á, 3 triệu 2 rồi. Anh này ảnh tương lai anh cũng có tiền đồ sáng lạ cái chứ. Đúng là hàng limited. Ồ, còn 3 triệu 3 đúng không? Vô game đây. Để mình coi nè, Ngọc Vega. Chế tác game. Trang bị game đây 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 đây. Hiện tại thì có set nào xài công không ta? Cái gai xương này không phải hả? Có à? Không có rồi, không có rồi. Vậy là kiếm đá xịn cho ảnh thôi. Ồ, miễn chống giảm xét thương nữa. Thôi mà mình cứ set up tạm set công đi. Set công như này nè. Đó, cho nó dễ nè em. Có gì nào công không vậy? Hai cái xét thương chuẩn. Ồ, mình thấy đá ngon không có luôn á, địch không luôn á trời. Xét thương chí mạng nữa nè, ok luôn, cho anh luôn anh ơi. Rồi, xét thương chí mạng nè, ok luôn. Rồi, có nhiều chơi nhiều anh em ơi. Anh em này chắc cũng phe mấy chục củ công anh này quá. Còn mình thấy mới vô, mình ba củ mấy là anh em biết chi số của anh em khủng cái nào. Ê, cái này có xét thương chí mạng nè, ok vô. Rồi ha, anh này là tới công chuyện ha. Đâu? Bao nhiêu anh em? 4 củ 2. Chí mạng nhiều 44%, sát thương chí mạng 29%. Anh này kiểu như thần công luôn anh em. Chỉ số khác của ảnh thì hơi yếu yếu ha, nhưng thôi kệ. Đủ chơi rồi, đủ test. Rồi anh em ơi, dứt thôi, hết bụi luôn đó chứ. Rồi. À, test thử nè, ok nè. Ê, bạn này có sugar hả? Ai cũng có sugar hết trơn á. Giờ ai cũng có sugar, phải bỏ nhìn bây giờ thôi. Đỡ đường phần nào thôi. Chị Bo nè, đó. Nhân vật chính của chúng ta. Này, yeah. Đúng là như vậy. Rồi thêm anh nhìn bi nữa vô. Ba tô vô nữa. Rồi ai nữa giờ. À thường thì mình sẽ bỏ ai sugar hả? Chị đẹp có chưa? Chị đẹp có rồi đúng không? Rồi. À đúng rồi, thầy dắt không thể bỏ không, thầy dắt ông ngoài, go. Let's go. Giờ anh em ơi, coi sức mạnh nè anh em ơi. Ừ, nãy giờ có bấm quay ha, nãy giờ mà chưa bấm quay nó ngồi khóc luôn á. Đó, anh em thấy hay nhớ cho mình một đăng ký, like, một comment ủng hộ nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ủa, này công cao nhất luôn kìa. Bị dính, bị anh báo anh nhìn này kìa. Này ơi, đừng có dính khống chế là được. Ừ. Sugar bên kia làm gì đó, anh nhìn bi thôi, đừng có làm gì hôm nay nha. Báo bình tĩnh. Ừ, hay rồi. Nọ quá đẹp anh em ơi. Ủa, đi một thành viên rồi, nhưng mà có nội tại nha. Đi thành viên bên kia là có nội tại nha. Có gì hồi nội xong sử dụng ngay lập tức cái kiểu anh em, nhưng mà bên kia đi hai thành viên rồi mình chưa thấy kích hoạt nha. Ù, nhưng mà không lụm được nha. Anh có bảo hiểm nha anh em. Tuy rằng ảnh kiểu công rất là mạnh, không có cái khác, nhưng mà có được cái bảo hiểm nha. Bảo hiểm hình như skill level 3, hình như 3 lần hay sao lên Guma hay 5 lần á. Nghe chuẩn bị nè. Ủa, bên kia hy sinh thành viên nhiều như vậy mà mình thấy cái không có nội tại anh không kích hoạt ta. À, bên kia phải hồi sinh đúng rồi. À quên, bên kia phải hồi sinh mà bên kia không hồi sinh được mà. Hy sinh chứ mà bên kia không hồi sinh. Đây này, nổ tiếp nè, quá đẹp luôn em ơi.
anh mạnh ngoại trưởng giảm HP của mấy cái vị tướng chơi HP này rất là khó chịu luôn á chứ. Đó, làm sao sốc được anh này, anh này có cái bảo hiểm như vậy sao sốc được. Quá xệ luôn anh em ơi. Ây da, này thì sao, anh này mà đi với mẹ lớn chắc cũng ok phết lắm á anh em. Mình thấy cái nộ của ảnh là 10 điểm rồi đó, không có nói nhiều đó, quá ngầu luôn mà. Anh báo giờ sao làm gì được anh này đâu. Anh báo khó khó rồi. Này là mình win chắc rồi anh em ơi. Bên kia hy sinh Sugar sau thầy dách á, ổng giảm nộ á, thôi ok mình sẽ bỏ qua ha. Thế thương của này màu 700 cũ quá đã đây rồi, vị tướng tương lai đang mong chờ. Đã thiệt chứ. Này có nhân phẩm mà test vị tướng A này xịn sò con bò đó, nhìn sướng đúng sướng luôn á. Đúng rồi, còn mở ra tướng đi lên group gái với anh em. À, hôm nay là một ngày vui anh em ơi, đó lan tỏa may mắn cho anh em mình ha. Rồi đó, bên kia hồi sinh anh này hành động hay ngay lập tức không? Hành động ngay lập tức không anh trai? Rồi luôn, hôm nay anh full nộ nè, bên kia hồi sinh cái đi. Ồ, chưa đủ sát thương. Trời ơi. Ghê vậy, anh sai bên kia quýnh vô cái đội hình này không nổi luôn hả? À, quánh vô đoạn nhìn bi rồi. Ây da, ây da. Ghê vậy, rồi, rồi, rồi. Tới ông chuyện rồi. Xuyên vô được tới cái đội hình mình rồi. Như này anh có cái bảo hiểm anh em ạ. À, không có sợ. Ủa, sao bạn hết nộ luôn nè. Này lỗi thanh nộ hay là hết nộ ta? Đúng rồi, lỗi thanh nộ này anh em hiện lại nè. Đấy, mình thấy cũng hơi cứng cứng. Anh này đâu? Anh này bị dính cơm lặn rồi. Ai lại chơi như vậy? Cho anh này tôi thể hiện nào. Rồi bên kia hết hồi sinh rồi. Anh này nộ cũng có xóa được mấy cái tầng bất tử kiểu như miễn nhiễm các kiểu nha anh em. Ồ, quýnh thường, anh quýnh thường cái đi anh xa luôn hả? Ồ, anh này vải trưởng thiệt anh em mà khét lẹt luôn ấy chứ. Quýnh thường thôi nè. Ừ, cho mấy cái nội tại. Cuối mỗi lượt là tính hết cái nội tại luôn nè, xong thầy dắt đi không? Đi luôn. Quánh thường thôi anh em. U 5 tỷ mấy xét thương. Uầy, vị tướng này phải nói là trên cách tuyệt vời anh em ạ. À, thiệt anh em ơi. À, chúc anh em thành công khi xa này nha. Chứ mình thấy anh này này hơi xịn á. Ủa, rồi sao vậy? Mình tưởng bị lắc chứ, bóng hai lòng mới được đúng không? Ok. Này, anh này tới chơi. Anh này tới chơi. Quá là sướng, quá là đã. Anh này dắt skill nè, anh nhìn bi skill nè. Anh mới hát bên kia thì quánh vô cái khiên rồi. Anh này chuẩn bị tới chơi nè. Ui, một cái skill ha, mới lúc đầu thì mình thấy quánh vô được Sugar ăn ha. Nhưng mà không sao, tí nữa anh lo được. Mình chơi đội hình bảo kê xem anh ảnh 5 hỗ trợ và mỗi ảnh đó anh em ơi. Nhưng mà ảnh gánh tem vẫn lực. Kìa bên kia hồi sinh kìa là ảnh tăng nộ nè. Với lại có hành động ngay lập tức mà sớm giờ mình chưa thấy hành động ngay lập tức. Có khi là bị lỗi anh em. Chứ chưa thấy ảnh hành động ngay lập tức nha. Hình như là 75% á anh em. 75% mà sớm giờ không thấy ha. Rồi tới không hành động ngay lập tức thì tới lượt thì hành động ha. Bên kia mà có thành viên hy sinh á là ảnh lại ui đây chắc có lẽ hành động ngay lập tức là đây. Ồ, cũng chưa, cũng chưa. Ảnh lại có nộ nữa nè bên kia. Hồi sinh cái là ảnh lại có nộ nữa nè. Ở bên kia hồi sinh nữa kìa. Đúng không? Ừ. Ây da, ây da, bên mình hồi sinh rồi. Bên kia hết hồi sinh rồi, khó chịu quá mà.
Đấy, ảnh quýnh thường thôi cũng đam rất là to nha anh em, không cần tới nộ nha. Tại vì cái nội tại của ảnh mà khi mà cuối lượt á anh em thì quýnh thường vẫn tích nội tại được nha, nộ cũng có mà quýnh thường cũng có. Đấy, ảnh làm cái gì, nói chung ảnh làm cái gì cũng có chứ. Người được chọn á anh em, nhưng bậc chính này chắc luôn rồi. Làm gì cũng có nội tại hết á. Mình thấy là bốn cái skill liên quan đến nội tại hết. Rồi sao không thầy dắt rồi, còn mỗi chị đẹp hay Yuri thôi. Đợt này thì anh gây 400 củ ha. Rồi để mình coi hẹn này đi. Anh ấy gặp anh Kagasu thì sẽ như thế nào? Lượm luôn Kagasu à, mày lớn đi. Hóa đã rồi. Chiu. Kaka sư ơi, anh chị kêu chứ không đã đâu. Tới này nè, chuẩn bị nè. Đây, anh ấy tới chơi, skill thì bao ngầu luôn. Quá đã đây ơi. Đây đấy, hành động ngay lập tức đây đúng không? Đây 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 đây. U đây nữa nè. Ủa ba phát luôn kìa anh em. Đỉnh vậy. Đúng rồi, mình tưởng lỗi chứ. Ui bốn phát luôn hả? Một lượt mà skill 4 phát luôn hả? Ủa 5 phát luôn hả? Rồi lỗi luôn rồi. Rồi nó hoài luôn đi. 5 phát rồi đó. Đùa. 6 phát luôn nè. Rồi lỗi rồi anh em ơi, nó hoài luôn rồi. Nè. Cái gì? Tôi lừa một mảnh skill hoài luôn á anh em, 6 phát hả? Ù ghê vậy. Tính được không? Rồi bên kia hết rồi xin luôn mà. Chị đẹp bên kia hết rồi xin luôn mà. Bên mình có chế gì cấm rồi xin đâu ta. Giờ có anh này vô trong đội hình không có sợ bất tử miễn nhiễm hồi sinh gì hết. Anh này có hết. Đi kèm chủ lực hay là nguyên cái team bảo kê ảnh cũng được anh em. Ghê ta, mày lớn đi ghê vậy. Ghê vậy. Mạnh cái nào mạnh chứ mà mình nghĩ là cũng không có sốc được anh này. Anh này có cái bảo hiểm ngon anh em ạ. Kagasu này thì sao vậy? Hay khét. Khét. Ê, mày lớn bấy skill nè. Sao đây sao đây sao đây, bình tĩnh nào. Đấy anh này anh có cái bảo hiểm á, anh em khỏi phải lo ha. Rồi anh này nổ tiếp đây, bùm bùm. Bên kia thì sao, hồi cuối lượt thì sao? Gần đi hết luôn. Ô chị đẹp hồi HP lên nè, không thì dắt skill cái sứ lượm không. Ý á anh này vẫn không thành vấn đề. Ấy á bên kia lượm hết rồi anh em ơi. À chưa hết, gần hết rồi, mới đi cái sư thôi. Ây da, anh này anh vẫn còn nha, anh có bảo hiểm anh trụ được nha, mẹ lớn. Quánh anh quá trời quánh luôn á, nhưng mà anh có cái bảo hiểm anh trụ được anh em. Anh này tới chơi. Rồi, xong rồi, mẹ lớn mới đang ứng thân rồi, anh này lụm không được bả rồi. Ây da, chính cho mấy cũ HP đó, nhưng mà sức mạnh của anh này không thể bàn cãi anh em ơi. Đụng tới là gặp nội tại, đụng tới là gặp nội tại nha. Đây, hiệu ứng quả chủng lên kẻ địch nè đó. Khi hành động đúng không? Này là bên kia hành động nè đúng không? Đúng rồi, mỗi lượt địch hành động là có viêm hỏa nè. Xong rồi cái này mỗi khi kẻ địch hồi sinh nè, xóa trạng thái xấu và hồi 100 nộ nè, có 75% là hành động ngay lập tức nè. Nó lại có một tới hai lần viêm hỏa đó nè, nè. Viêm hỏa thì gây vào cuối mỗi lượt đó anh em. Cuối lượt thì gây sát thương trực tiếp bằng 500% công và giảm vĩnh viễn 5% máu tối đa, quá ghê. Rồi anh này này sức mạnh tuyệt đối anh em ơi, nhìn test sướng thiệt. Thôi chúc anh em may mắn và trải nghiệm bên đây nha. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào anh em.